Trời thanh lặng, gió đưa hiu hắt, ngồi thơ phòng thân bắc lạnh lùng, gầm sát trần còn cách cội thung, đâu có được vũ mùng quạt gió. Cơn mừng vui nào ngờ lũ o dội bãi ngang rồi sớt đi luôn. Chữ ngắm ngùi lụy ngọc ứa tuôn, nào phải giống chim muôn điều tu. Lìa quê hương quên câu nghĩa cũ, bởi xác phàm hấp thụ đã lâu. Cuộc lung tung rối rắm trời âu, nên còn ngại bước đường trở gót. Tiếng riêng than tai nghe thành thoát, trăm ngàn nhà bổn đào ước mơ. Con lạc cha con hời u ơ, thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến. Ngóng trong chờ dần thời đưa đến, đặng chúng cùng một tiệc quỳnh tương. Cây ngô đồng hứng vẻ đường sương, cho chim phụng mặt tình sẽ muốn. Cánh sấm dày mây lành bay tuôn, cả trời nam lưới bùa thiên la. Chợ thánh hiền mới được nôn nơ, ta thỏa chí hô hào trung nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Thùng quê kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Thùng Quê. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 2, 2024 âm lịch. Thùng Quê cũng có mặt ở tại An Hòa Tự, Phật Giáo Hảo Chùa Thầy. Kính thưa quý vị, thì vào lúc này thì khoảng 9 giờ. Kính thưa quý vị, trước khi vào chương trình, Tùng Quê cũng chân thành cảm ơn toàn thể quý vị thời gian vừa qua, bà con gần xa đã ủng hộ kênh Tùng Quê thật nhiều và cũng có đôi lời bình luận rất là hay. Kính thưa quý vị đã hỗ trợ cho kênh Tùng Quê được phát triển. Giờ đây thì Tùng Quê cũng kính chúc toàn thể quý vị xa gần thân tâm thường an lạc, mỗi công việc trong công việc của quý vị hàng ngày được hanh thông, kết quả tốt đẹp, và cũng được sự trợ che của Đức Phật quay lên Đức Thầy. Kính thưa quý vị, cũng Tùng Quê cũng mong rằng toàn thể quý vị và tất cả bà con xa gần như Tùng Quê là chúng ta hãy cố gắng niệm Phật để rồi tạo được mọi điều kiện duyên lành đến Đức Phật, và mong rằng Đức Phật A Di Đà sẽ gia hộ cho chúng ta trong cuộc sống. Và điều kiện thứ hai, nếu chúng ta là người niệm Phật thường xuyên chuyên cần thì quý vị cũng được phát khai trí huệ, bởi vì tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Kính thưa quý vị, thì giờ đây Tùng Quê sẽ thực hiện bộ phim hôm nay, những sự kiện xung quanh chùa Hòa Tự để cho bà con xa gần
có dịp lễ viếng nơi Thánh Địa Hòa Hảo, nơi chùa Thầy. Đây là ngôi chùa đầu tiên mà Phật giáo Hảo đã được hình thành vào năm 1939. Đức Thầy đã mở đạo dạy đời. Kính thưa quý vị, thì vào năm 1939, năm Kỷ Mão, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã sáng lập ra đạo Phật giáo Hảo và đã bắt đầu khai đạo truyền đạo bằng ba phương cách: một là trị bệnh độ đời, thứ hai là viết sấm giảng để độ đời, thứ ba là thuyết pháp để độ đời. Kính thưa quý vị, và nền đạo từ xưa tới nay được phát triển rất là tốt, và tất cả mọi người, tất cả đồng đạo cũng đều làm theo đúng theo giáo lý giáo luật mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chương trình được bắt đầu. Thì trước khi tiên thì Đồng Quê sẽ vào kính lễ cho chánh điện. Kính mời quý vị đồng hành cùng Đồng Quê. Kính thưa quý vị, kinh Đồng Quê thì đặc biệt quay cảnh chùa An Hòa Tự thật là nhiều, bởi vì Đồng Quê nghĩ rằng bà con xa gần, nhiều khi lắm lúc bà con rất là xa muốn về chùa để được viếng và lễ bái nhưng không có dịp đi về. Thì quý vị xem hình ảnh này được thì quý vị cũng hướng tâm đến, để rồi chúng ta kính lễ, hướng tâm đến rồi chúng ta thành tâm chí nguyện, thì quý vị cũng sẽ được vui, quý vị được thấy chùa hàng ngày, quý vị, bởi vì Đức Phật dụng lòng quý vị cứ hướng tâm đi về thì cũng được Phật gia hộ phổ độ nha quý vị. Giờ đây thì kính mời quý vị vào trong. Nam mô A Di Đà Phật. Phong cảnh hôm nay thì trời hôm dài nắng cũng hơi nhiều nên sân chùa cũng rất là sạch và cũng rất là đẹp nha quý vị, nhưng mà trời hơi nắng một chút. Kính mời hướng đến Tam Bảo, hướng đến chân dung Thầy kinh lễ. Kính mời quý vị hướng đến các Đức Phật kinh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân mến, thì hôm nay vào ngày thường thì bà con mình cũng đi lễ bái cũng như thường lễ, đặc biệt chùa Thầy thì lúc nào cũng có khách thích quý vị, không đông nhưng mà lúc nào cũng có người lễ bái khách. Kính thưa quý vị, nên nơi chánh điện thì hôm qua hiện tại cũng bình thường, tại vì vào những ngày thường quý vị, bông thì bông cúc bình thường nha quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay thì nơi Tây Lan các anh mình cũng bắt đầu chuẩn bị bê luôn rồi quý vị, bê cho nó trùng màu, trùng màu như ở chùa. Kính thưa quý vị, nơi Tây Lan là nơi có thờ Đức Ông, nha quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay thì tiểu ban nắng phát hành sấm giảng thì cũng do Tùng Quê đảm trách ngày hôm nay. Chào anh Sự. Chào anh Sự. Anh Sự là tiếp tăng của ban quản tự, ảnh cũng mới qua đây để mà ngồi uống nước trà cùng chúng tôi. Chào anh ha. Dạ, chúc chào. Ngày mới an lành. Kính thưa quý vị, thì nơi tiểu ban nghênh nắng phát hành sấm giảng thường xuyên ở đây trực vào tất cả các ngày, chủ nhật vẫn có mặt luôn nha quý vị. Thì nơi đây thì phát hành những cái gì mà liên quan đến Thầy, nhất là sấm giảng, thi văn, tôn chỉ, và đặc biệt hơn nữa là đồ dùng việc đạo nha quý vị, tức là những cái khuôn trang thờ cũng như củ quyền
tam bảo, chiên trung thầy ba kiểu, nhưng mà đây là chiên bài ba kiểu, còn củ quyền thì hai kiểu. Chúng tôi rất thường xuyên để giới thiệu cho quý vị xa gần cùng biết, bởi vì lắm lúc có bà con thì biết rồi, nhưng mà có bà con chưa biết, quý vị cũng thông cảm tại sao cùng quê nhắc tới nhắc lui hoài. Nhưng mà tại vì lắm lúc nhiều khi có bà con mới, chúng tôi cũng phải nhắc thường xuyên. Nếu bà con nào mà chưa có đồ thờ, chưa có sấm giảng này đọc thì hãy đến đây, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị, tặng cho mỗi người một bộ nhân vị. Nếu quý vị có người thân thì tặng thêm bộ nữa. Phải không anh Sự? Đúng vậy, đúng vậy. Mình phải nói phục vụ tận tình cho bà con, mình sẽ có sấm giảng của thầy để đọc và đồ thờ, mình thờ cho tới trang nghiêm, lễ bái hàng ngày. Bởi vì đức thầy cũng dạy là sớm với chiều gắn trí nguyện cầu thì sẽ được tòa trương dự kế, phải không? Rồi sấm giảng của thầy, phải nói mình cũng tin tưởng rằng thầy là một vị Phật tái sinh, nên do đó lời của thầy là mình hết, mình không có nghi ngờ nữa, mình phải nói là học rồi là làm thôi, phải không? Thành ra theo anh thấy thực hiện, mình thực hiện cũng như thế nào để nói cho bà con biết chút thôi. Chỉ có lo học và làm theo, làm tìm hiểu nghĩa, làm theo thì đắc đạo mà. Thì thầy đã dạy mà, xuống trần thầy dạy nên dạy khôn trần thế, cái nào dạy ngu. Thì rõ ràng là không bao giờ đường nào mình còn nghi ngờ gì nữa. Hay là một gì hoặc xuống lâm phòng cụ thế mà đâu còn gì nữa vậy, nghi ngờ. Thành ra do đó quý vị nếu mà chưa có biết được sấm giảng thầy thì hãy đến đây, chúng tôi sẽ tặng cho quý vị mọi người bộ hết rồi, cho bà con coi. Bởi vì lời của Phật dạy, mà đặc biệt quý vị, tại vì đời hạ quân hạ rồi, lúc này là đức thầy nói là hạ quân để đã hết đời quý vị nha. Thì thành ra do đó đức thầy đã lâm phàm mà dạy cho chúng sanh lời phù hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh hiện tại, đặc biệt như vậy là lời dễ hiểu, dễ học, dễ hành. Chỉ có cái kiếp hạ quân hạ này đã hết rồi, bởi vì trở lại thầy cũng đưa con người mình trở lại cái đời thượng quân thượng. Đang trở đi dài trở lên, cõi tiên và cõi Phật. Chứ không còn cái cọt người mà mình, tất cả chúng sanh mình mà không có nghe lời của thầy dạy, Phật dạy trở lại thì mình bắt buộc phải lăn chìm trong bể khổ nữa. Hơn nữa mình không hiểu được cái tội cái phước như thế nào thì bởi vậy rồi mình cứ làm mãi, phải không? Bởi vậy ráng nghe chân lý của thầy mới hiểu được cái trong đó tội như thế nào và phước như thế nào, làm cái gì. Và tôn nhất là tôn chỉ hành đạo của thầy đã chỉ dạy, trong đó có thời cúng, rồi trong đó có những điều, 8 điều đang cấm của thầy đã dạy luôn, rồi trong đó thầy đã dạy 8 nghiệp thập ác luôn. Rồi muốn đi lên thêm nữa là bát chánh đạo, rồi đầy đủ trong đó hết. Mình phải tìm hiểu, phải tầm sâu là vậy đó. Lời thầy cạn tỏ âm hao, ráng trao đức hạnh, ngày sau sẽ tường. Quá hay ha. Rồi, cảm ơn anh Sự, bây giờ có ý kiến đâu rồi. Bữa nay để của qua nữa hả? Bữa nay ngày chơi quen chị. Chắc anh mình, anh mình đi ăn cơm buổi gì ơi. Đây anh bảo vệ mừng. Riêng cho đến lúc phim đang lại. Anh Sự, anh Hùng, phim đang lại á. Nói xong. Riêng cho đến lúc chúng phim hoa tài mà. Gái tôi sợ tôi nghỉ. Vậy hả rồi. Thưa quý vị, hiện tại thì bà con đang dùng cơm. Cho cái vụ gì ạ? Con này nè, hôm nay cũng có hai trà chai ở đó chị. Cũng được quá nè. Ô chú, ăn cơm hả chú? Dạ, Tùng Quế. Sao hôm nay ngồi ngoài này ăn hả? Mời Tùng Quế ăn cơm. Dạ, con chuẩn bị. Tìm quá. Nhớ ngày 10 tháng 3 rễ của con Dương nha. Dạ. Tháng 3 Đức Phật chồng. Nhớ hôm đó anh Nam Hẳn thì cho báo cho con hay nha. Quay phim chụp hình nha. Dạ. Tôi thông báo giờ là chính thức là rất lên bản rồi đó. Dạ. Bữa nay có đồ ăn ngon quá ta. Dạ chào cô. Bữa nay đồ ăn tới 4 món. Đúng. Có xài luôn là món thứ 5 luôn. Ủa? Muốn trà lớn qua trà lớn. Có canh không? Có canh phải ngọt. Canh phải ngọt. Dạ, canh phải ngọt luôn. Đúng rồi. Cái này qua đây quay đi. Dạ dạ Tùng Quê. Con kiến đó có đi qua nói giảng đi chân ra.
đi trên qua nhà chú dạ, dạ. Nói có bà mẹ khỏe không chú? Dạ cũng khỏe con. Dạ dạ. Bắt mạng người qua nhà chị Hiệp bả được bả nấu cơm. Các cô ở đâu lận? Cô ở đâu lận? Tôi ở trong cầu 11 á. Cầu 11. Tổ nấu cơm luôn. Tổ nấu cơm. Ở gần nhà của cô Trinh rồi đó. Trinh đó. Dạ hả? Dạ. Chứ nó có đi chung với cô Trinh qua nói giảng đó chú. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi vậy sao lâu quá không có gặp. Lâu quá thì á rồi chú đi quay tới ở ngoài gì. Hôm nay ngủ làm đi qua bản chiến nữa đó mà chưa có đi đó. Có thấy. Rồi chào các cô. Dạ. Dạ. À, cái đồng quê tụi quê đã đến nơi ban hậu cần của chùa Hòa Tự đâu vậy? Đồ ăn làm xong hết trơn hả chị? Dạ. Ồ, chuẩn bị cái này chuẩn bị chiên. Chuẩn bị chiên buổi chiều. Cái này kho rồi đây. Quá ngon rồi. Gà kho. Còn này gì? Ủa sao đâu hả vậy? Cần cua. Cần cua hả? Dạ. Ồ, còn cả cần cua. Còn này gì đây? Cần cua chứ. Dự bị đó. Dự bị chưa làm. Dạ. Ngon quá. Còn này gì đây? Hủ xào nghệ xả. Còn hủ xào hả? Nghệ xả. Ồ, quá ngon luôn nè. Còn ăn làm sẵn rồi. À chị đây hình như là thợ chánh hay gì ta? Chánh đó. Chánh rồi, bởi vì thợ chánh thường thường ở góc độ chánh không à? Chánh không. Đề nghị kiểm tra cái chảo này khác nha. Mấy cô mấy chị đang tính vụ gì vậy? Ủa cái vụ này chuối đây gói bánh tét đúng không? Chừng nào gói? Mời gói hả? Mời gói hấp xong luôn ngày mời phải không? Ngày 4 tới rồi. Mời xuống quay bánh tét ngóc nè. Mời gói bánh tét rồi đó. Rồi gói bao nhiêu đòn hả chị? Gói 500 đòn. 500 đòn. Cũng năm vỗ đất ông đẩy đây mà con là tới. Mình gói đây là trên tổ đình có gói nữa không? Gói, ờ gói luôn hai bên. Có nghĩa là ở chùa gói, ở dưới ở chảnh cũng gói luôn. Tại vì gói chảnh riêng ở đây gói riêng ta cho mình gói riêng rồi mình đãi khách đây. Tại tô đình nó quá nhỏ rồi đãi không đủ khách. Vậy hả? Đây mình đãi. Vậy mình gói mình đãi đây thôi chứ không có sách chảnh ha. Không. Ồ vậy hả? Rồi mình làm bánh bao cúng thì bánh bao cúng thì cho tổ chức đem chảnh cúng. Rồi vậy hả? Ồ. 500 đòn bánh tét ngày mai sẽ gói như vậy. Rồi chào. Chào. Ừ. Ừ. Thấy các anh em mình ăn cơm của bộ xôm tụng dưới ta. Ngon dữ nha. Quá ngon. Dạ. Bị con cà nướng. Mấy ông bằng lắm không? Dạ. 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 Cơm chào. Dòm qua dòm lại quý vị đi rồi cái ông mà thủ kho ở sau này ông ngồi cái tướng nó khác hơn người ta. À, đây là anh Vũ thì là người quản lý chú, sao chú đó chú à. Ngọc ở đây là bọn bà nó kêu còn với chú như đó thì bọn bà quá hơn con Phước 5 người ăn 5. Ừ. Để làm thêm nè. Quá con Phước. Người thôi bây giờ vô người nữa. Rồi anh ngồi rồi cô ơi. Bây giờ có xo bì thì ngồi thuốc. Rồi chúc ăn cơm ngon miệng. Chị Năm, dạ anh chị. À, cái tụi quý vị hậu cần phía sau nhà bếp An Hòa Tự thì đang chuẩn bị lọc chuối rồi. Các cô mình chuẩn bị gói bánh tét vào ngày mai. Dạ. Nên hôm nay là các cô mình bắt đầu chuẩn bị. À, cái thưa quý vị, đặc biệt là đám giỗ Đức Ông thì ở tại chùa Hòa Tự bà con đến đây cũng rất là đông. Nên ở chùa có một phần là cũng có bánh tét.
hình như mình cũng phải nấu cơm mình đãi nữa ta. Vì sao? Chị này ra hả? Dòm kỹ coi. Đồ chai gì? Thực phẩm chai. Thực phẩm chai thảm đó là đã công ty tùm lum hết. Dạ. Yeah. Cái đồ các cô các chị mình đang chuẩn bị cho nồi bánh tét ngày mai. Ta đến mới chơi là có 9 triệu. Nếp vào đem ra luôn hả? Chuẩn bị ngâm luôn hả vậy? Dạ, ngâm luôn mà, tôi ngâm mãi đó. Ủa mà ngâm tới ngày mai luôn hả? Nó có chiều mình mới do, chiều do rồi mình ngâm, ngâm lại sáng mình mới góp. Vậy hả? Sáng góp. Ngâm sáng đêm luôn. Ủa vậy hả? 500 đòn cũng nhiều lắm rồi nghe, quý vị. Thôi kết thúc quý vị, giờ đây thì thôi tuần quê luôn chứ ra quý vị. Các chị mình đang có những cái chương trình chuẩn bị cho ngày giỗ được không? À, tại vì bữa nay là mùng 4, mới mùng 5. Mùng 5 rồi mùng 6, mùng 7 là chánh giỗ không gì? Ngồi khờ khác thì quý vị tư tiện chút xíu à, chút xíu thì thấy thì cơ duyên mà đức thầy thì để bảo nghĩ lại thì thầy có một cái thầy cũng lại thay vì mấy cô đi tới với mẹ Nam Hải thì xa xôi ở đây chùa thầy mình vẫn có nguyện dạy lại mẹ Nam Hải vẫn được bình thường. Mình đề nghị mình kiếm khúc xăm ra ngoài đang ta chụp lên chánh tập chụp bo làm kỹ nghệ ước kỷ niệm chứ chụp đâu đưa lên YouTube tại vậy. Chúng tôi vậy đây là bà chị ở trên cung cấp cho tớ là tớ ngày là chị ở trên trên chợ Dạp Phú Thuận. Chị là chuyên gia mà cấp chổi để quét chùa. Cấp chổi cho tớ tớ ngày thầy gì đâu. Tớ ngày thầy có nghĩa là khăn lau bằng thờ luôn. Khăn lau bằng thờ. Cái này đó là tôi đem này là cỡ 50 cái khăn rồi đó. Rồi. Rồi bắt đầu. Xong chưa? Quay lại ra một xanh. Đây nè, đây chị, đây bước ra ngoài nè, mang dép vô luôn. Kính thưa quý vị, đây là phái đoàn Thốt Nốt rồi U Môn
hợp tác bữa nay đi viếng chùa à, đặng mà cái này là giống như mình đi trước lễ dỗ của Đức Ông rồi quý vị ơi. Bây giờ hôm nay đi tới chùa cúng lễ cũng rất là tốt, thấy quý vị cũng rất là vui. Bây giờ chuẩn bị cho hình rồi, giờ mời giá sao dùng cơm nha. Rồi khỏi mời. Rồi, phải ăn cơm để đói. Ai muốn ăn thì lại chú bếp. Rồi còn không ăn thì lên chú đình không có cơm nha. Em ở chỗ này nè. Vậy là cái ba mình đã ở đây cái phòng mình. Ờ sống giảng ai chưa có đồ thờ kính mời quý vị cứ thỉnh về. Đầy đủ luôn. Rồi chúc mấy chị đi dùng cơm ăn ngon. À, phải đoàn cũng mười mấy người quý vị. Các Tùng Quê sẽ trở lại tiểu bang ăn tống rồi phát hành sấm giảng của mình. Thế rồi mình ngồi nghỉ một chút. Kính thưa quý vị, phía bên Tây Lan hôm nay cũng được sơn lại luôn, bê lại luôn. Cái này mình đang lót hả gì anh? À. Ừ. Buổi trưa hiện tại hôm nay thì ngày mùng 4 đó gì. Buổi trưa nắng cũng khá nắng. Hôm nay thì phải nói nắng hơi nóng luôn. Một bên hôm nay thì Tùng Bê cập nhật hơi trễ một chút, giờ này thì gần 1 giờ thì chúng tôi sẽ tới lần phía trong chùa vào lúc này. Không biết là hôm nay các anh mình có làm vệ sinh trong nội thất chùa không, không biết không nhỉ. À, cái thua gì phía bên Đồng Lan thì họ đã hoàn tất bê sóc, họ nhìn thấy rất là mới không vậy á. Đây là mình ở phía Tây Lan, Đông Lan. Đông Lan là nơi làm việc của ban quản tự như quý vị. À, kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tùng là quê đã ra phía trước chùa. Quý vị ở đây nhìn thấy cổng trường trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Rồi quý vị đến giờ này thì ra đây thì là nhà luôn nè. Bởi vì trời nắng quá, nắng quá phía ngoài, Tùng quê không có bước ra ngoài. Bà con mình cũng tới chùa, okay. Nắng này như gì là cây không vậy, cây mà coi như cách ngày phải tưới một ngày là cách một ngày phải tưới một hai ngày, một ngày hoặc hai ngày phải tưới một lần, chứ nghĩa là để lâu quá không được sẽ bị khô héo quá vậy. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ chở vào bên trong để rồi cho quý vị tìm hiểu lại cảnh nơi các ngôi thờ, nhất là chính điện đó quý vị. Dạ chào. Kính thưa quý vị, nơi chính điện hiện tại chúng tôi cũng thấy bà con mình cúng bông để rất là nhiều. Quý vị vào đây mà nếu quý vị có lòng cúng bông thì
mua bông đến đây đặt vào đây. Và sau khi đặt thì vào đây thì các vị hương đăng sẽ có một phần đem vào trong và bắt đầu cắm vào bình. Chào, làm việc ở tại đây? Ừ. Rồi nhà gần đây không? Dạ, con ở Tân Huệ. Tân Huệ? Dạ, con ở Tân Huệ, qua đây lễ Phật. Vậy hả? Dạ. Thường qua không? Thường qua đây không? Con thường qua ngoại hả? Dạ. Con đi cũng nhiều lần lắm rồi đó. Dạ, đi mình vậy hả? Đi mình á. Đi mình vậy à? Đi mình vậy. Được quá ha. Dạ. Đích qua chùa lễ Phật cũng quý quá đi. Qua chùa lễ Phật lắm, tối ngày tâm con tưởng tới Phật không à? Ồ, hay quá. Dạ. Dạ. Rồi, sức khỏe mình tốt không? Sức khỏe cũng tốt. Rồi, gia cảnh này cũng bình an. Cảnh bình an mà sống hơi khó khăn. Hơi khó khăn chút thôi, không cũng sao. Sống hơi khó khăn. Tuy nghèo, dùng đỡ cháu rau, bình lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn? Thì cuộc sống khó khăn vì nghèo đó. Gia nghèo thôi chứ không sao. Dạ. Mình chưa có giàu, chưa có được sướng, chưa có được dư giả, dư giả. Nhiều, dư. Rồi, dạ. Từ dạ. Cơm ngày hai bữa. Đúng rồi, được gì được rồi. À, nói nghe nha, thật sự ra đó, mình đừng có mong giàu, mong dư giả gì nhiều. Chỉ mong là mình đừng có bệnh thôi. Dạ, mạnh giỏi. Mạnh giỏi là mạnh khỏe giỏi, là mạnh tốt khỏe, rồi. Có sức khỏe nhiều. Tại vì lắm lúc nhiều khi có người giàu có tiền bạc rất là nhiều, nhà đầu xe hơi nhưng mà bệnh rồi cái không có cứu được. Dạ. Thấy không? À, thành ra thôi mong muốn gì mạnh khỏe, mong cô mạnh khỏe để mà đi chùa tiếp tục. Mạnh khỏe sao giờ con thích đi lại Phật tới chùa lại lắm. Mà nào giờ có gì không? Nào giờ con ít thích, bây giờ con thích. Vậy đó hả? Dạ. Được quá. Đi nhiều lần lắm rồi. Dạ. Dạ. Rồi quay đi chút xíu vậy đi ha. Rồi chúc mình cũng mạnh khỏe, mình vui vẻ, mình cũng thích đi chùa vậy là tốt. Dạ. Không tốt không chơi tạm. Không được chứ. Không tốt thiệt đó. À, cái tụi quý vị. Mình đừng có gạn ổng cái ổng. À, cái tụi quý vị giờ này thì các anh hương đang chuẩn bị để mà làm vệ sinh tại chùa. Bây giờ đây là những thành viên mình mới quen của chúng tôi đi chùa thường xuyên. Cực miếng. Kính thưa quý vị, các anh Hương Đăng mình đã bắt đầu làm việc rồi quý vị ơi. Hay là mình ngồi đó chút xíu đi cho mấy anh làm việc chút xíu. Bữa nay mình sẽ tái bản chương trình quét chùa, làm vệ sinh của các anh Hương Đăng. Chúng tôi sẽ ngồi đây chứng kiến coi tình hình các anh làm việc như thế nào. hiện tại rồi coi được không, mình chấm điểm rồi ha. Quý vị thông cảm mà ở tại nhà các anh mình không có làm việc này, vô chùa bắt làm. Quay vậy? Quay vậy ở nhà đâu có làm đâu. Đúng rồi, sao bị đàn ông quét sạch cũng hết hai cây phải không? Cha bố coi sạc điện thoại hả? Vô coi. Vô coi coi cho cái mắt à. Sau khi các anh mình quét xong thì sẽ có một vị là anh Hùng sẽ phát nước, nước này là nước thơm như vậy. Nước thơm. Ủa sao thơm mà nó có tẩy luôn không? Không hả?
Sau khi anh Hùng rải nước thơm xong thì bắt đầu lau như vậy, có mỗi người một cây lau để bắt đầu lau như vậy. Kính thưa quý vị, có một số bà con cũng bình luận đó là tại sao chùa mình không sắm robot lau chùa. Bây giờ nó có những cái hệ thống lau chùa, lau gạch rất là tốt. Thì xin thưa quý vị là nếu hệ thống máy đó thì nói chung chắc cũng không có mất tiền lắm. Nhưng mà tại vì trong chùa chúng ta thì người làm công quả cũng khá nhiều. Nhưng mà vào công tác này thì mỗi một trưa các anh nhín ra một chút để làm việc này thì cũng rất là tốt. Nếu mình để cho máy làm thì không khéo rồi mình làm biến cũng không nên. Phải không anh Hùng? Có người ta nói sao không sắm máy robot lau chùa rồi cho nó khỏe. Nếu mà có máy rồi mình làm biến là sao được? Phải không? Vào lúc 1 giờ đâu gì, 1 giờ thì các anh mình nhà cũng ở trong gần đây nên các anh sẽ tập trung lại vào 1 giờ. Tập trung lại rồi bắt đầu mấy anh mới vệ sinh, coi như là ngày nào cũng vậy. Vào lúc 1 giờ trưa. Nhằm lúc này thì bà con mình cũng hơi vắng khách thì mình làm được có gì. Đa số các anh hương đăng thì nhà cũng gần đây, các anh tới lui rất là tiện lợi. Ngày nào các anh thì cũng có mặt phân công ra để mà lo hầu nhang rồi các anh lau các bàn thờ, sửa sang từng giờ từng phút như vậy, rồi gõ chuông cái gì. Công tác của ở trong chánh điện là như vậy. Rồi tới giờ lau cho sạch sẽ cái gì, 1 giờ ngày nào cũng vậy. Chỗ này chưa lau nè. Công tác lau chùa này thì đặc biệt là các anh hương đang làm, ngoài ra không có để cho các chị làm giống vậy, đặc biệt là người nam. Hồi trước giờ chùa thầy thì cái việc làm vệ sinh ở trong chánh điện thì các anh hương đăng mình làm, không có các chị nha quý vị. Trước giờ là như vậy mấy mươi năm rồi, vẫn là chị. Sau khi lau xong thì các anh mình sẽ trải lại những chiếc thảm. Có chừng chọt cho anh con, bởi vì đang lau đó. Đi thẳng ra trước nè, đi thẳng ra đi.
Kính thưa quý vị, chúng tôi nhớ lại hôm nay mình quay cái khung cảnh mà các anh mình lao chùa đó gì. Chúng tôi nhớ lại về tâm lý đó gì. Biết là chùa chúng ta mà thường xuyên lao như vậy đó gì, nó sẽ rất là sạch. Bởi vì bụi đó gì, tuy rằng mình không thấy nhưng mà bụi nó rất là nhiều. Nếu chúng ta dấn lao thì quý vị sẽ thấy là nếu mà chúng ta không thường lao đấy thì rất là dơ. Tuy rằng những cái vi tế nhiều khi lắm lúc mình không thấy rõ, những cái mình thấy rõ thì khi mà mình lao được như thường xuyên như vậy thì phải nói là chùa chúng ta rất là sạch, sạch đẹp, bà con cúng lại rất là tốt. Còn nói về tâm chúng ta cũng bị cái gì, bởi vì chúng ta vẫn còn là chúng sanh nên tâm chúng ta vẫn còn ô nhiễm những chuyện ở thế gian. Cũng gì, nếu quý vị mà để ý thì quý vị sẽ thấy được tham sân si nhân ngã vẫn còn trong tâm của chúng ta. Thế nên chúng ta vẫn còn phải sanh tử luân hồi chuyển kiếp mãi mãi. Thế nên bây giờ mình muốn lần lần chúng ta trở nên là một cái người tốt đẹp, không còn sanh tử luân hồi, thì quý vị hãy để ý và hãy lau dọn tâm mình. Cái gì, hãy để ý tâm mình tham sân si nhân ngã. Nếu còn chúng ta hãy lao đi, bởi vì ai ai cũng đã xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Bởi vì nếu còn tánh xấu thì chúng ta rinh ra rồi, giống như chúng ta lao vậy, vì nó còn không còn hiện hiện ở trong tâm chúng ta. Lần lần tâm chúng sanh chúng ta sẽ hết và chỉ còn là tâm Phật hiện hiện. Tâm Phật thì từ bi bác ái, quang hồng đại độ, lúc nào cũng thương mến mọi người, không có giận hờn, không có ganh ghét, không có hận thù. Còn tâm Phật, tâm Phật là như vậy đó quý vị, không có ganh ghét hận thù, thường tha thứ khoan dung. Thế nên còn hiện tại nếu chúng ta vẫn còn sanh tử luân hồi ở thế gian này, nếu quý vị không để ý thì quý vị thấy là hằng ngày chúng ta sẽ bị tham sân si nhân ngã, mình vẫn quay cuồng trong những sự ấy, quý vị, tham sân si nhân ngã. Nên chúng ta làm sắc chúng sanh mãi và sẽ luân hồi sinh tử mãi, phải chịu sự đau khổ dài dò mãi, quý vị. Thế nên kể từ bây giờ chúng ta là đại tử của Phật, là cái người đã biết hiểu được Phật pháp, nhờ được Phật, nhờ được Đức Thầy đã chỉ dạy, và chúng ta phải lần lần hiểu ra
thế gian, muốn thế gian là nơi đau khổ triền miên. Nếu sanh ra ở tại thế gian này thì quý vị phải chịu sự chi phối định luật tạo hóa, mang thân con người phải chịu qua sự chi phối của định lực thiên nhiên, quý vị sanh lão bệnh tử. Kính thưa quý vị, thế nên chúng ta may phước chúng ta gặp được Phật, gặp được thầy, chúng ta biết cách để mà thanh lọc, để từ từ chúng ta sẽ vượt qua những cái mà mê lầm trước nay đó giờ mình không biết cái gì, làm những điều mà gây tạo những điều không tốt lành. Bây giờ thì mình biết được Đức Thầy đã dạy là tu biết cách như đương biết tác, đương tác rành tận dựa xe lon. Quý vị mà tu biết cách, trau sửa đúng cách rồi thì tương lai quý vị sẽ cận kề ở nơi tốt đẹp mà không còn phải sinh tử luân hồi. Quý vị nên chúng ta gắng cố gắng để học hỏi và xem giáo lý, xem những điều mà Đức Thầy đã dạy để rồi chúng ta biết cách mà tu hành, không tạo những điều mà làm cho chúng ta phải đau khổ, nhất là trong thấy hành thập thiện nghiệp, tránh 10 điều ác, phải làm 10 điều thiện nhân việc, thì đó là một cái cách tốt lành. Hay là mình học về Bát Chánh Đạo ấy. Thì con đường đó là con đường mà tương lai chúng ta sẽ đi đến con đường tốt đẹp, lần chúng ta bước lên con đường giải thoát nha quý vị. Thì những sự kiện và những điều chỉ dạy của thầy rất là nhiều, chúng tôi không thể nói vắn tắt một chút mà xong được. Thế nên quý vị hãy tìm đến giáo lý của thầy để mà chúng ta học hỏi và làm theo, để lần chúng ta sẽ, bởi vì các ngài tu thế nào rồi đắc đạo rồi dạy ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì xá dân lời. Thế nên muốn làm Phật, làm tiên, làm Bồ Tát thì làm thân, thì chúng ta phải học hỏi theo những cái vị mà đã chứng ngộ, đã dạy chúng ta, giống như là quý vị thấy là các vị thần giống như là Nguyễn Trung Trực, Đức Phố Quảng, Trần Văn Thanh, những vị là hy sinh vì đất nước, quên mình để rồi bảo vệ đất nước đó quý vị, đó là thần. Làm tiên, làm Phật thì lần quý vị bước lên, trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật là sửa mình cho chân, hay là hiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo đoạn đạo thì thác lên tiên đài. Nếu hiếu trung mà quý vị làm tốt rồi, quý vị cũng làm tiên, làm Phật đó quý vị. Thôi kính mời quý vị kính lễ Đức Thầy Tây An, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, bởi vì nếu mà quý vị biết rồi á thì lần chúng ta sẽ làm Phật, làm tiên, làm Bồ Tát, bởi vì tâm chúng ta không còn nhân ngã, không còn phân biệt hơn thua phải quấy, không còn chấp quý vị, vì lần chúng ta đang đi lên đó quý vị. Nếu chúng ta là người tu mà từ xưa tới nay mà quý vị thấy rằng chúng ta còn những cái tâm mà tham sân si nhân ngã, còn hơn thua, còn những cái sự tranh chấp cãi vã với nhau như vậy, thì quý vị biết rằng mấy mươi năm vẫn còn y như vậy, vẫn còn giữ nguyên như vậy, thì quý vị thấy rằng chúng ta không thể nào đạt đến cái mục đích tốt đẹp được. Tương lai quý vị chẳng là chúng sanh, thì tâm chúng ta thể hiện Phật thì tương lai chúng ta mới được thành Phật. Tâm chúng ta thể hiện về giống như là Bồ Tát, phải từ bi bác ái đại đồng quý vị, thì tương lai chúng ta sẽ làm Bồ Tát. Bởi vì tâm chúng ta là Phật thì tất nhiên chúng ta mới chứng được quả Phật. Tâm tức Phật, Phật tức tâm đó quý vị. Phật không xa thuyết minh, bởi vì khi mà chúng ta giác ngộ đó là tâm Phật. Nếu chúng ta mê là chúng sanh,
câu chuyện nói về tâm rất là nhiều ý, nếu chúng tôi mà nói hoài nói mãi thì vẫn có. Thôi giờ đây thì Tùng Quay xin tạm dừng phim ở nơi chính điện, và chúng tôi sẽ lần lần trở ra, chắc có lẽ là cũng phải kết thúc một phim này, bởi vì giờ này thì cũng hơi chiều rồi. Được biết thì nơi tiếp tân thì các anh đang làm vào công việc rồi, nên nơi tiếp tân nơi Tây Lan hiện tại rất là bụi, nên các anh đã trở về nơi chúng tôi để mà ngồi mà nghỉ nha quý vị. Ô chào các anh, đây là các anh ở bên tiếp tân. Bữa nay bộ mình tập trung về ở đông hả? Đang bê cả, về bê dân. Vậy đang bê mình phải có mặt, đang có thể hỗ trợ gì đó được hỗ trợ phải không? Dạ, ai nói riêng cái dọn dẹp đồ đạc đồ tiếp với mấy anh thợ bê. Mấy anh bê rồi là mình có gì giao sắp xếp lại. Rồi. Phải tập trung về cho để mấy anh bằng rồi mình không có. Chắc bữa nay mình chưa xếp xếp lại đâu. Bữa nay thì chắc có lẽ là mình dời ra vậy là ổn rồi đó. Ổn rồi đó, dịch chưa rồi. Ngày mai ngày mốt nó mới xong. Dạ. Coi nấu nước, nước có. Dạ, có bấm nước. Có. Dạ. Dạ. Trách nhiệm của anh tới tối ngày đi lai quay vậy đó. Dạ dạ dạ. Vậy cũng quá em được rồi. À cái gì vậy là các anh mình tự nhiên ha. Dạ, dạ. Các anh mình sẽ ở đây với mình để mà tâm sự. Rồi cảm ơn đạo nhiều. Từ cũng chết mà miệng không nói chuyện vui lắm, nói chuyện dễ mắc cười lắm. Đó dài vậy đó. À cái thưa quý vị, giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim nha quý vị. À, xin hẹn quý vị đợi ngày một ngày khác. Rồi kính thưa quý vị, vào ngày mai ngày mốt bữa kia là mùng 5, mùng 6, mùng 7 thì đó là những ngày lễ dỗ của Đức Ông. Quý vị, Đức Ông là thân sinh của Đức Thầy. Quý vị, thì vào ngày mùng 7 là chánh lễ. Rồi, quý vị, thế nên vào những ngày sắp tới thì chùa cũng nhộn nhịp một chút, rồi ở tổ đình thì rất là nhộn nhịp. Nếu có duyên quý vị hãy đến tổ đình để dự một buổi gì lễ dỗ của Đức Ông, và cũng có duyên thì hãy ghé chùa nha. Giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, luôn được sự chở che của Đức Phật, quay lên Đức Thầy. Tùng Quê cũng không quên nhắc nhở quý vị đáng cố gắng thành tâm niệm Phật, để rồi thứ nhất là chúng ta được giữ tâm thanh tịnh, trí huệ phát khai. Thứ hai là quý vị được giao duyên với Đức Phật thâm sâu hơn, để rồi nhờ Đức Phật gia hội quý vị cho gia đình quý vị. Giờ đây tôi quay xin tạm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.